Ở độ tuổi 57, Trường Vũ vẫn theo đuổi đam mê âm nhạc và dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình. Cuộc sống êm ấm nơi xứ cờ hoa của Trường Vũ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trường Vũ sinh năm 1963, năm 1983, anh rời Việt Nam và sang Mỹ định cư, lập nghiệp. Trường Vũ được coi là một trong những nam ca sĩ tiêu biểu nhất của dòng nhạc vàng tại hải ngoại sau năm 1975. Anh tiết lộ từng học nhạc từ 2 năm danh ca nổi tiếng là Duy Khánh và Chế Linh nên giọng hát mang nhiều ảnh hưởng từ hai giọng ca huyền thoại này. Được mệnh danh là ông hoàng nhạc nghèo, Trường Vũ gây ấn tượng với những bài ca đi vào người thông qua giọng hát mộc mạc, chân phương như Đàm Cười Nghèo, Nghèo Mà Có Tình, Không Giờ Rồi, Áo Em Chưa Mặc Một Lần, Thành Phố Buồn, vân vân. Năm 2010, Trường Vũ lần đầu trở về Việt Nam để tham gia biểu diễn tại một số chương trình từ thiện lớn. Từ giữa năm 2016, anh về nước nhiều hơn và nhận lời làm giám khảo một số chương trình truyền hình và biểu diễn tại các thành phố lớn. Trường Vũ lấy vợ rất muộn, anh kết hôn vào năm 2005. Chia sẻ về gia đình, giọng ca Không Giờ Rồi nói với bà xã anh Thư là người đã hy sinh rất nhiều để anh có được như ngày hôm nay. Trường Vũ tự nhận là người sống khép kín và ít nhắc đến vợ con trên phương tiện truyền thông. Danh ca hải ngoại bày tỏ bản thân không muốn đưa vợ và con vào showbiz để đảm bảo rằng cuộc sống của họ không bị xáo trộn dù chỉ là một chút. Không chỉ sở hữu vườn cây ăn quả sai trái, danh ca Trường Vũ còn khiến người hâm mộ ngưỡng mộ khi khoe loạt ảnh gia đình ấm cúng tại xứ cờ hoa. Ngoài công việc đi hát, Trường Vũ cũng rất chăm chút vườn cây hay cùng các con nấu ăn. Thỉnh thoảng, nam danh ca còn đưa con nhỏ ra biển để câu cá. Khán giả vô cùng thích thú khi chứng kiến anh trộn tay nấu nướng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.